Hải Du Lịch Bụi xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại phố cổ Hội An. Thì phía trước đây là đường để đi phố đi bộ của phố cổ Hội An. Và để khởi đầu cho clip tham quan trải nghiệm thành phố cổ Hội An hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một món ẩm thực nổi tiếng của phố cổ Hội An, đó chính là món cao lầu. Thì bên ngay đây là cái phố đi bộ của phố cổ Hội An. Và cái địa điểm mà ẩm thực mình muốn giới thiệu về cái món cao lầu là trong cái hẻm này nha mọi người. Đó, nằm song song dưới là cái phố đi bộ của phố cổ Hội An nha. Ngay ngã ba thì xe đèn đỏ luôn nè mọi người. Ấn tượng đầu tiên khi vào cái nơi này là hai bên những ngôi nhà được sơn những cái quét những cái lớp vôi màu vàng, nhìn rất là cổ kính nha mọi người. Và những cái đèn lồng như mọi người đang thấy nè, nhìn rất là đậm nét của phố cổ Hội An luôn. Quán cao lầu Bái Lễ nha, 49/3 Trần Hưng Đạo, Hội An nha. Ấn tượng đầu tiên khi mới tới quán thì mình thấy không gian ở đây cũng khá là ấn tượng và cũng khá là mát. Rồi bây giờ mình sẽ gọi món nha. Để mình quay sơ cho mọi người biết cái không gian bên trong quán như thế nào nha. Đây. Hello con. Hello cả nhà. Gia đình mình dùng những món gì vậy chú? Gia đình dùng món này là bánh xèo, cơm gà xé, thịt nướng, thịt nướng chín. Nãy giờ con ăn thấy ngon không? Thịt con tốt. Dạ. Rồi, cảm ơn gia đình nhiều nha. Dạ. Chúc gia đình ăn ngon miệng. Bye. Bye con. Tương lai là YouTube ngon con. Đây là menu của quán nè mọi người. Nó hơi bị chó em ơi. Rồi em cứ lật nhanh đi không sao đâu. Rồi khi nào mọi người cần con một cái gì, mọi người quan tâm một cái gì đó thì mọi người sẽ dừng lại mọi người xem. Nói chung là ở đây nè, bên này là mới có giá nè, còn nãy giờ chưa có giá. Có giá hết hả? Rồi ok. Rồi em cứ lật đi. Nói chung là rất là đa dạng món luôn mọi người ơi. Ngoài cái đặc sản cao lầu ra thì mọi người có thể tới đây chọn rất là nhiều qua món nha. Và đây là thời gian mở cửa của quán nè mọi người. Bên trong quán này thì có một cái vách tường được gắn rất là nhiều hình của thực khách đến dùng bữa tại quán này và để treo lên đây để làm kỷ niệm là mọi người rất là nhiều luôn nha. Đó, mọi người thấy chưa, rất là nhiều luôn. Và bên đây nè mọi người, thì hôm nay mình vào quán của cao lầu Bái Lễ thì mình có gặp một cái em nhỏ. Cũng là thực khách tại nơi đây thôi, thì nhưng mà em rất là thích lên sóng luôn, rất là thích lên YouTube, cho nên là mình có mời em nó qua đây ngồi chơi với con của mình. Sẵn mình quay đi để sau này có clip này đăng lên để mà cháu nó sẽ được lên YouTube, đúng không con? Mà nếu như con thích lên YouTube thì con phải nhớ kênh của chú thì con mới thấy con được, đúng không? Nhớ kênh chú không? Kênh của chú tên gì? Giỏi Hải Du Lịch Bụi, đúng rồi. Giờ con giới thiệu với mọi người con tên gì nè. Đây nè, đợi chú xíu, đợi chú đưa cái mic cho con nha. Nè, giờ con trai tên gì nè? Con tên Quách Nguyễn Minh Khang. Quách Tuấn Khang hả con? Quách Nguyễn Minh Khang. Quách tên là Quách Tuấn Minh Khang. Quách Nguyễn Minh Khang. Quách Nguyễn Minh Khang. Con người ở đâu? Con người ở Hàm Tử Quan. Con để cái đó lên cho nghe con, để sẽ dùng miệng con. Con người ở Hàm Tử Quan. Ở Hà Nội. Hà Nội. Con đi ra Hội An chơi được bao nhiêu ngày rồi?
đi một tuần rồi mới đến Hội An một ngày. Một tuần rồi mới đến Hội An. Lại cũng đi nhiều nơi đúng không? Dữ lắm rồi á. Con chưa. Vậy là bây giờ con đi chơi được 7 ngày rồi đúng không? Vậy con đi được mấy ký rồi? Cách đi chơi là sụt ký quá. Nào bây giờ sẽ quay chơi cho mọi người xem nha. À, cho chú Mượn biết cái gì vậy con? Cho chú Mượn nha. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người cùng xem thì hiện tại là cái món cao lầu của mình nó đã đây rồi nè. Đây, như thế này nha mọi người. Còn món mì Quảng của vợ mình nè. Nó còn một cái chai súp nữa đúng không em? Em cũng không biết nữa, chưa nói chung là lần đầu tiên mình ăn ở ngoài đây cho nên cũng không biết rõ ha. Mà hình như mình nghĩ nó như gì phải có một chai súp riêng nữa. Không có hả? Như chị ở đây có tư vấn là cái món cao lầu này là như vậy là để như vậy là ăn thôi. Nếu như mình có ăn mặn hơn thì mình cho thêm một chút xì dầu đây nè mọi người. Đó, chút xì dầu đây nha. Còn nếu như đây là món mì Quảng thì trong này có một chút xíu nước dưới này rồi. Và nếu như cũng vậy, nếu như ăn mặn thì mọi người cũng thêm chút xíu mắm vào. Đây như trước mắt mọi người đang thấy thì cái quán này cũng có rất là nhiều những người nghệ sĩ nổi tiếng, là như đây là Trường Giang nè mọi người. Nè Trường Giang rồi Lam Trường ở này. Như là một số YouTuber nữa cũng ghé thăm quán này. Và phía trước của mọi người thấy nó có một cái con đường nhìn rất là hay ha. Vừa cổ kính mà vừa làng quê nữa, nhìn nó rất là thích nha. Nó có một cái nét gì đó nó rất là cuốn hút mình luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ quay một số món ăn của hai đứa con mình kêu nha. Món này là món gì vậy con? À đây là món gà chiên, cơm gà chiên. Mình có thể chọn cánh hoặc là mình chọn đùi nha. Đó. À, cái này là bao nhiêu k? À cái này là 70k nè. Còn đây là cơm gà xé nè. Là 40k. À còn cái hồi nãy mình cung món của mình á, cao lầu á là cũng là 40k luôn. Mì Quảng hay một nhiêu giá? À còn cái mì Quảng đó mình còn lại menu nữa. À chị, món mì Quảng bao nhiêu tiền hả? Mì Quảng này bao nhiêu tiền chị hả? Bao nhiêu tiền hả? À dạ. À 40.000 nhá. À còn mì Quảng này mình mới hỏi là cũng là 40k luôn nha mọi người. Rồi gia đình mình mời mọi người dùng bữa nha. Con ơi mời mọi người con, hai đứa. Đang ngơ ngác nhìn gì vậy? Rồi mời mọi người dùng nha. Cái này giống xé xíu em hả? À nó dạng giống xíu không em. À cái này dạng như xé xíu nha mọi người. Còn cái này là cái gì vậy ta? Cơm giấy có bên lại con. Da heo xem. Để mình ăn thử cái này là cái gì nè. À, giống như da heo chiên giòn. Không phải chú Duy. Em ăn chưa? Nè, nó phải giống như một cái lò bánh vậy mà. Thì trong cái bún này nó rồi ở dưới nó có một cái giá nữa nha mọi người, nó giá nè và nó có nước ở dưới này nữa mọi người nha. À, mình trộn đều lên nha. Bây giờ là hiện tại là 12:25. Đây mình quay cho mọi người xem như thế này nè. Bên trong quán rất là đông luôn nha. Từ bên ngoài nè cho tới lẫn cả bên trong luôn. À, và khách tây gì đều có nha. Vô cùng đông luôn nha mọi người. Quán mình mở được bao nhiêu lâu rồi chị? Gần 10 năm. À 10 năm chị. Ôi như chị cái hình bà bác đứng đó là hình gì vậy chị ha? Cô. À cô. Dạ. Ngày trước ha. Bắt đầu bán thì một chiếc 76 ở lề đường, ở phố cổ Hội An. À, có nghĩa là cách hồi năm một chiếc 76 là đã bán ở cái lề đường phố cổ Hội An rồi. Đúng rồi. Còn bây giờ ra đây là mới được 10 năm. Tại vì bên trung tâm phố cổ Hội An người ta mở cái chợ đêm cho nên người ta dời hết những người mà bán ở lề đường, dọc đường á qua bên cái chợ đêm đó, cho nên cô này lớn tuổi và già rồi mới nghỉ bán. À, em cảm ơn chị nhiều anh chị. Thì sau khi dùng xong nếu như mình muốn vệ sinh này nọ thì ở đây có một cái không gian vệ sinh rất là tuyệt vời luôn nè mọi người. Cây xanh nè. Đó, một không gian xanh gần ngay chỗ và dạng như để mình rửa tay đi nè. Hoặc rửa mặt, rửa miệng nè mọi người. Rất là đẹp nha. Thank you.
Rồi bây giờ là tối rồi. Mình mời mọi người cùng theo chân mình dạo bộ trên con phố đi bộ của phố cổ Hội An nha. Phố cổ Hội An này thì nó nằm ở hạ lưu của sông Thu Bồn thuộc của tỉnh Quảng Nam và nó cách Đà Nẵng là 30 cây về hướng nam của Đà Nẵng. Trước cái tên gọi Hội An này thì Hội An được trải qua rất là nhiều cái tên gọi. Vào trước thế kỷ của 16 thì Hội An có cái tên gọi là Hoi Phô, và tới thế kỷ giữa thế kỷ 16 cái tên này dần dần được quên lãng và được có một cái tên gọi mới, đó chính là Phai Phô. Vì nơi đây là một cái hồi trước là một cái thương cảng rất là sầm uất, và cái tên Phai Phô đó xuất phát từ những người đến từ Bồ Đào Nha, họ đặt cho cái Hội An này với cái tên gọi là Phai Phô. Và cái tên gọi này trở nên thông dụng cho tới thế kỷ 17, và sau đó sẽ có một cái tên gọi mới hơn, đó chính là Hoi Phố. Và dần dần tên gọi Hội Phố này cũng đi vào quên lãng và có một cái tên mới hơn, đó chính là Hội An, và hình thành tới, và cái tên gọi này được thông dụng tới bây giờ luôn mọi người. Mua gì cho bà đi. Thấy bà ngồi bán tội quá, còn cái ba cái mua giùm cho bà luôn, cho bà về sớm. Bánh này bánh gì quên mất em? Bánh xoài. À bánh xoài. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 73. Dạ, bà cũng chịu khó ghê ha. Dạ, thôi cố gắng. Vào năm 1999 thì phố cổ Hội An của mình được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi đây mang đậm nét kiến trúc của Trung Quốc thời xưa, nhìn rất là đẹp với những cái nhà mà ống rất là mát mẻ nha mọi người. Hồ đẹp quá ha. Con có con mèo. Cái này là 70.000 cái cháu ạ. Cái lớn là 70.000 hết nè. 70.000 cái. Cái nhỏ trong này là 50. Cái này mình xếp lại được, mình bóp, mình lại xếp lại được. Đây. Cái này là 70k một cái nha mọi người. Và khi đỏ lên đèn thì nó sẽ có phát sáng lên nữa nha. Con muốn không? Con muốn nào mà mua cho một cái? Đó, con mua đi. Cái một cái thử ở trong cũng. À, cái đó là 50k. Trong phố đi bộ này thì rất là nhiều nghe rẻ nha, rất là nhiều hơn cái nơi để mà mình đi bộ và rất là đẹp. Nhưng mà trong clip hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là hải đèn Hoi Đăng, cho nên mình sẽ đi thẳng một hướng xuống để tới ngay sau gần sông để mình thuê thuyền để mình thả Hoi Đăng để cùng trải nghiệm, chia sẻ với mọi người cho mọi người cùng biết nha. Vé sao em? 200.000 bốn người, Hoi Đăng 40.000. Đây, nếu như mà mọi người có cái nhu cầu mà thuê những cái thuyền nhỏ như thế này, đây nha mọi người, để mà đi trải nghiệm trên sông này cùng ngắm nhìn cảnh quan hai bên và thả đèn Hoi Đăng,
Thì tại đây này nha mọi người, có một cái quầy bán vé nè. Đây, có hai anh này ngồi bán vé nè. Đây. Quầy vé đi thuyền. Đây, quầy vé đi thuyền này nha mọi người. Như gia đình mình hôm nay là 4 người, là đi là thuê một cái thuyền hãng luôn, là chỉ có 200k thôi. Còn Hoa Đăng là mình mua riêng nha. Rồi, cảm ơn các anh nhiều nha. Giờ Hoa Đăng em mua chưa? Hoa Đăng bao sao giá sao vậy em? 10.000 cái anh. À, Hoa Đăng là 10k một cái nha mọi người. Quay cái mặt dạ, thấy riêng nha. Dạ, nhớ à, hello con bị sao vậy? Con đi du lịch hả con? À. Sao? Quá rồi. Nay bị sao vậy? Bị cái gì mà muốn quá ẹ ra hả? Con đi du lịch vui không? Rồi bây giờ gia đình mình xuất phát nha. Không có. Con thầy trước đi, con cầu nguyện chung đi. Con cầu nguyện cái gì? Con nào? À, anh con cháu của mình là xin giữ bí mật cái cầu nguyện của mình. Cái ước nguyện của mình rồi. Con thầy đi nha. Rồi, mong ước nguyện sẽ thành hiện thực nha. Tới phiên con đi con. Con cũng xin giống sao à, lại thêm một anh nữa là xin giấu cái ước nguyện của mình. Rồi ok, nhưng mà khi nào thành hiện thực nhớ bái cho ba nha. Rồi con thể đi con. Rồi cầu mong cho ước nguyện của con trai đầu của mình cũng thành hiện thực luôn nha. Rồi tới khi vợ mình này. Con cầu nguyện cho gia đình của mình được bình an, luôn luôn mạnh khỏe. Con nghĩ rồi ok, mong cái nguyện của vợ được hả sớm thành hiện thực nha. À, riêng cái nguyện của mình thì mình xin chia sẻ lên trên cộng đồng YouTube luôn. Cái đầu tiên là mình ước nguyện mong cho gia đình của mình đều khỏe mạnh bình an, nhất là cho hai con trai của mình được lớn khôn lên người. Thứ hai nữa thì cầu mong cho gia đình của mình lúc nào cũng được luôn luôn hạnh phúc đẹp tiếng cười. Và cuối cùng đó chính là cầu mong cho cái kênh YouTube của mình được nhiều người ủng hộ hơn và luôn luôn đồng hành cùng với mình. Rồi cầu mong ước nguyện sẽ thành hiện thực. Tới đây thì
Hải Du Lịch Bụi cũng xin chào tạm biệt mọi người nha. Thì nếu như mọi người xem video clip của mình thấy có nhiều điều hay và thú vị thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Vì đó là nguồn động lực to lớn để mình cho ra nhiều clip hay hấp dẫn hơn. Bây giờ thì Hải Du Lịch Bụi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye.